Vâng, Bất Thường Ngày Mình đây. Xin chào các bạn. Chúng ta đã bắt đầu vào game luôn rồi. Và nó không có màn hình tiêu đề hay bất kỳ cái gì cả. Cái việc giới thiệu cái tên của game này thì nó cũng hơi khó một tí các bạn ơi. Nhưng mà game này thì tên là Sisturian. Đây là cái tên mà mình nghe thấy rất là quen. Giống như là trước kia mình đã từng chơi rồi. Nhưng mà mình tìm mãi mình cũng không thấy là video mình chơi cái game có cái tên tương tự như thế. Không biết là như thế nào nữa. Sisturian thì dịch ra tiếng Việt có nghĩa là thất tình các bạn ơi. Đúng là cái tên nghe rất là quen. Tại sao lại không có video là như thế nào? Không biết là nếu mà bạn nào mà tìm thấy video mình đã từng chơi game này thì bình luận ở bên dưới cho mình biết chứ. Nhưng mà mình cảm thấy là game này hình như là mình chưa chơi các bạn ơi. Chỉ là nghe cái tên nó quen thôi. Rồi thì giờ mới vào cho các bạn. Này thật ra là cái màn hình hồi nãy giờ nó bị lỗi đúng không? Mình không đề cập đến là hồi nãy lúc mà mình vào đây để mình thử coi mình có vào được hay không ấy. Thì mình đã biết rồi. Game này thì nó gặp một cái trở ngại rất là lớn, đó chính là để có thể xoay màn hình như thế này. Chúng ta chỉ có thể gọi là di chuyển cái mà vòng tròn. Đấy, ở bên tay phải. Chỉ có thể xoay cái đó thôi các bạn ơi. Còn ngoài chúng ta mà điều khiển ở bên ngoài thì không được. Đấy cho là thế nên là hồi nãy mình vào mình chỉnh rất là khó khăn. Cho là mình rất là ấn tượng với là cái lỗi này các bạn. Không biết đây là cái lỗi gì. Khi mà di chuyển màn hình thì mặt đất nó sẽ hiện ra mấy cái màu xanh lá đấy các bạn. Không biết đây là cái gì. Rồi. Nhưng mà mình thấy là màu sắc ánh sáng của game này làm rất là đẹp nha các bạn. Nhân vật trong ánh mắt cũng vẻ rất là lạnh lùng. Rồi bây giờ vào trong thôi. Xoay hơi bị nhanh một tí các bạn ơi. Sao mà nhìn nó chói mắt đó. Cái phía dưới nó bị lỗi nhìn rất là chói mắt các bạn. Nếu mà bình thường nhá, nhìn cái màu xanh lá nó không chói mắt nha. Đứng ở đây nhìn cái màu xanh lá nó không bị chói mắt. Nhưng mà khi mà nó chớp chớp như thế này nhìn rất là chói mắt. Chá hiệu luôn. Đây là một cái game mà kiểu như là cho chúng ta nhìn thấy ảo giác rồi. Khi mà những cái màu nó thay đổi liên tục thì mắt của con người sẽ nhận dạng đó là chói à. Đây là kiểu game như vậy đúng không? Mình nhớ là khi xưa mình từng xem những cái video mà trên YouTube mà về những cái ảo ảnh ấy. Nó cũng giống như thế này các bạn. Rồi, và còn một cái điều kỳ lạ nữa là cái ngôi trường này thì không phải là một ngôi trường các bạn ơi. Nó giống như là một cái gì đây gọi là gì đây, công viên à. Đây không biết có phải là công viên hay không nữa. Không có cái gì cả luôn. Có cổng trường nhưng mà vào bên trong đây thì không có gì cả. Hay đấy. Một nước đi rất là hay các bạn ơi. Khi mà không có cái gì ở trong đây cả. Và nó còn giật lag nữa khi mà mình đi vào trong đó. Sao mà giật lag đó. Rồi toi rồi. Mình đã đi vào cái vùng mà kiểu như là lỗi của game rồi. Đấy cho nên là game bị lỗi rồi. Các bạn đợi một tí để mình thoát ra vào lại chứ. Vâng, đã quay trở lại rồi. Đây là cái lỗi mặc định của nó. Cho nên là nó sẽ vẫn bị chết các bạn ơi. Mình sẽ không chạy sâu vào bên trong nữa. Rồi không nói chuyện được à. Không nói chuyện được các bạn ơi. Chán đó. Nó hiện lên chịu nói chuyện như vậy mà nó không có thể cho mình nói chuyện. Rồi xây cái này khó quá. Xem mặt tí xem nào. Tạo hình của nhân vật cũng rất là được các bạn. Chị có cái là ở bên dưới mặt đất này nó kỳ lạ. Với cả cái ngôi trường này thì không có sự đầu tư gì cả. Cái này cũng không thể gọi là ngôi trường luôn. Rồi.
Này, ở đây có vũ khí đây, nhặt lên. Chỉ có duy nhất cái này thôi à. Mình không dám đi vào bên trong, mất công nó lại bị gì nữa. Rồi, thở xem nào. Nó nhớ là có một ai đó đang đứng ở chỗ này cơ mà. Sao mọi người đều tập trung ở đây? Ơ? Ơ? Làm gì thế? Làm gì vậy? Mình vừa thấy một cái điều rất là kinh dị các bạn ơi. Mọi người thay giày ở đó, nhưng mà nó không có gì cả. Làm cái động tác thay giày ở đó, nhưng mà không có gì ở đó luôn. Và xong sau đó mọi người đi xuyên qua cái chỗ mà đáng lẽ ra là mọi người đã thay giày. Game này di chuyển màn hình nó rất là khó các bạn ơi. Cho nên là mình sẽ không gọi là quay lại đâu. Đây. Ờ, có tên này. Những nhân vật đều có tên các bạn ơi. Hirogami Yua. Ơi mà không làm được gì cả. Và những cái nhân vật khác thì không phải ứng trước cái những cái điều đang diễn ra. Kari, cái này là mang nhầm các bạn. Mình đọc luôn cả cái chữ đó. Chimamura Noiwa. Không có bất kỳ ai phải ứng cả. Tên cũng rất là kỳ. Toywana. Tên nghe rất là kỳ các bạn. Tên này làm gì có tồn tại. À, rồi. Và đây là những gì game thì có các bạn ơi. Đừng nói là như thế chứ. Mình cũng không biết là game này có được đầu tư hay không nữa. Có một số những cái game mà mình chơi là thậm chí nhân vật còn không có tên nữa. Nhưng mà game này nhân vật chúng ta có tên các bạn ơi. Mãi mới hồi phục lại số trên các bạn. Mãi mới hồi phục lại được cái số trên. Đây là trường học gì đây? Trường học này là toàn là nữ sinh không đúng không? Đây là trường học nữ sinh. Không biết thất tình này, thất tình gì mà đến trường gọi là thanh trừ hết toàn bộ. Khá là nguy hiểm các bạn. Đã thế mọi người còn được đầu tư tên nữa chứ. Lỗi gì đây? Tất cả những cái nhân vật ở đây đều được đầu tư tên. Hana đây. Mọi người đều có tên cả. Và tên của nhân vật kia là gì? Rồi xong, giật lag rồi. Rồi, game này là xong rồi các bạn. Mình cảm thấy không ổn rồi các bạn ơi. Game này nó thậm chí là còn chưa phải là game nữa. Chứ đừng có ghép cái chữ nhại vào. Nó vẫn chưa có cái ngôi trường. Không có bất kỳ một cái gì bên trong cả các bạn ơi. Và thậm chí nó còn có bị lỗi ở dưới mặt đất nữa cơ. Và nhân vật thì được đầu tư cũng khá là được đây. Đấy, rồi ánh sáng và cả bóng dưới mặt đất đây nọ, các thứ những cái hiệu ứng xung quanh được đầu tư rất là tốt các bạn ơi.
nhân vật thì có cả tên, chứ không phải là không có tên giống như là những cái game trước kia mình đã chơi vậy. Có những chỗ được đầu tư nhưng mà không hiểu tại sao lại như thế này. Hay là do là làm đến đây rồi, chuẩn bị gọi là xây trường học rồi thì nó bị cái lỗi giật giật như thế này, thế cho nên là không thể làm được tiếp, đành phải chấp nhận là như thế này. Rồi, nghĩ là video này đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Không hiểu là video này có ý nghĩa gì luôn ấy. Nhưng mà các bạn vẫn gọi là yêu cầu mình chơi những game nhại, cho nên là không còn cách nào khác là mình phải chơi tiếp các bạn ơi. Rồi, cảm ơn các bạn xem hết video này nhé. Nếu thích video này, hãy bảo chí mình một like, đăng ký nếu cạnh người mới. Đừng quên thích chuông để nhận được những thông báo mới nhất của mình. Nếu bạn không biết bình luận cái gì bên dưới thì video nhớ chấm như vậy, chị đã xem hoặc chữ cái con để ghi mình xuống để tìm cho các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.